cả tuần rồi mới chịu gặp người ta. Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Anh cũng nhớ em lắm đấy chứ. Nhưng mà em biết đấy, ở công ty hay là ở nhà, vợ anh đều kè kè bên anh. Em bảo anh làm sao mà có cơ hội để đi đây. Em không cần biết. Nếu mà cứ mãi như thế này thì mình chia tay đi. Em không thể sống cô đơn như vậy mãi được. Sao lại chia tay? Anh thấy rồi còn gì. Yêu anh, em đã không có danh phận rồi. Bây giờ muốn gặp anh thôi cũng khó nữa. Tình yêu này có ý nghĩa gì nữa đâu mà em phải níu kéo. Thì cứ để từ từ rồi anh nghĩ cách. Em chịu khó thêm một thời gian nữa nhá. Em không đủ kiên nhẫn để chờ anh được nữa đâu. Đây, em cầm lấy. Tối chiều đi mua sắm gì đấy cho đỡ buồn nhá. Nhá. Không phải em thích mua sắm đâu đấy. Chẳng qua là ở nhà em buồn quá nên là em đi mua sắm cho nó vui thôi. Anh biết. Cho nên anh nhất định phải nghĩ cách để chúng ta về với nhau nhanh nhất. Tin ở anh nhá. Thôi, anh không cần phải vội. Em cũng không muốn làm khó anh. Anh sao thế? Anh có cách rồi. Cách gì? Ra đây mà. Ôi, không, em không làm đâu. Kìa em, chẳng phải em bảo ngày nào cũng muốn gặp anh hay sao? Anh thấy đấy là cách tốt nhất rồi đấy. Biết là thế, nhưng mà em không làm giúp việc nữa đâu. Em nói gì vậy? Trước đây chẳng phải em cũng làm giúp việc đấy thôi. Biết là thế, nhưng mà đấy là trước kia. Bây giờ em không làm đâu. Em xin lỗi, em hơi to tiếng với anh. Nhưng mà lâu lắm rồi em có đụng vào mấy cái việc ấy đâu. Bây giờ anh bảo em làm giúp việc, em làm sao nổi. Anh hiểu. Nhưng mà nhà anh có mấy việc đâu. Hơn nữa anh tranh thủ, anh vẫn có thể giúp được em cơ mà. Thôi được rồi, nhưng mà em chỉ làm tạm vài tháng thôi đấy. Sau đó nhất định em phải nghĩ cách khác. Em không muốn làm người giúp việc mãi đâu. Anh hiểu, em yên tâm. Chỉ cần làm xong dự án này thôi, anh sẽ bảo con quỷ già nhà anh mở rộng công ty, để anh làm giám đốc chi nhánh mới. Lúc đó anh với em tha hồ mà vi vu, chẳng cần phải kiêng nể ai cả. Anh nói thật à? Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Nếu như vậy thì em sẽ nghe lời anh. Em, có chuyện gì vậy anh? Em làm việc ít thôi, cứ như vậy có chứng ốm đấy. So với ngày xưa thì ăn thua gì chứ. Anh cứ yên tâm. Mà anh bảo này, chuyện thuê người giúp việc ấy, anh tìm được người rồi đấy. Nhưng mà bà ấy xong việc rồi, chắc vài hôm nữa là bà ấy lên anh ạ. Bà ấy hơn 60 tuổi rồi, vừa chậm lại vừa bẩn. Em bảo làm sao mà anh ăn cơm bà ấy đâu được. Nhưng dù gì bà ấy cũng là hàng xóm láng giềng của bố mẹ em. Hơn nữa bà ấy cũng làm nhà mình nhiều năm rồi mà. Nếu em đã nghĩ như thế thì cho bà ấy ít tiền dưỡng già là xong. Bực gì em phải khổ như vậy. Em cần gì phải suy nghĩ nữa. Giúp việc anh thuê ấy, còn trẻ. Hơn nữa lại là em họ xa, đang nhà ngoại nhà anh ấy. Nó biết việc, ngoan ngoãn, lễ phép. Em không cần phải lo. Thôi tùy anh vậy. Anh cảm ơn vợ thân yêu của anh nhé. Thế thì để chiều nay anh đón nó về. Gớm, đón ô xin mà làm gì vui như đón người tình đấy. Không, đấy là em họ của anh, em đừng có hiểu nhầm. Em đùa thôi mà, anh làm gì mà căng thẳng thế? Anh chỉ sợ em hiểu nhầm, rồi lại ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mình thôi. Em không phải là loại người đó đâu, anh yên tâm. Thế thì tốt quá, thôi, anh về làm việc nhé. Về rồi đấy ạ. Em vừa mới về thôi. Dạ, em chào chị ạ. Ngồi đi. Giới thiệu với em, đây là Nhiên, giúp việc mới của nhà mình.
Em là em họ của anh Dương à? Đúng vậy. Em anh nó mới lên phố nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Có gì thì em thông cảm cho nó nhé. Em anh thì cũng là em mà, sao anh lại khách sáo như vậy? Chị là Hương, vợ của anh Dương. Nếu em đã lên đây rồi thì cứ coi đây là nhà của mình nhá. Có khó khăn gì thì cứ bảo chị sẽ giúp em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị tốt thật đấy. Em theo chị đưa em lên phòng nhá. Vợ, em đi làm cả ngày mệt rồi. Việc này em cứ để anh. Vâng, vậy anh đưa Nhiên lên phòng nhá. Có gì nhớ hướng dẫn cô ấy cho cẩn thận. Anh biết rồi, đi thôi em. Đây, đi lối này. Em vào đi. Đây, đây là phòng của em. Hơi nhỏ một chút nhưng mà anh nghĩ chắc không sao đâu. Ôi, phòng cái gì vừa bé lại còn hôi chết đi được ấy ạ. Đây là phòng của bà giúp việc ngày trước. Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, thế nên là không được sạch sẽ cho lắm. Thế này em sao em ở được? Chẳng phải em đã đồng ý với anh rồi sao? Thôi, chịu khó một chút, đừng có ầm ĩ, kéo vợ anh nghe tiếng thì chết đấy. Nhưng mà lúc đầu em cũng biết là nó lại tồi tệ như thế này đâu. Kìa kìa, trời ơi, gối không có, chăn không có, thêm ngủ kiểu gì? Thì để lát anh dọn dẹp, xong anh đi mua chăn gối cho em, được chưa? Thôi chịu khó với anh một tí. Hãy vào tí anh dọn dẹp cho đi. Trời ơi. Chị ơi, đồ của chị đấy ạ. Cảm ơn em. Vâng. Mà sao chị đi làm sớm thế? Chị không chờ anh Dương đi cùng cho nó tình cảm à? Công ty nhiều việc lắm. Chị lại là giám đốc nữa nên phải lên sớm. Chị đúng là nữ cường. Anh Dương lấy được chị đúng là may mắn đấy ạ. Vợ chồng nó là duyên số. Lần sau em đừng nói như vậy nữa. Anh Dương nghe được, anh Dương buồn đấy. Dạ, em xin lỗi chị ạ. Em ngoan thật đấy. Thôi, ở nhà nhá, chị đi đây. Dạ. Em chào chị. Cứ đợi đấy. Xem ai mới là nữ cường ở trong cái nhà này. Em làm sao thế? Ơ, chị Hương về à? Nhìn cái mặt đấy, hèn không chịu được. Lần sau em đừng có đùa như thế nữa. Sợ chết đi được. Vâng, bây giờ em chỉ là con ở. Anh bảo gì em chẳng phải nghe. Ơ kìa em, anh đã coi em là giúp việc bao giờ đâu, đúng chưa? Anh không coi em là giúp việc. Anh chỉ bắt em làm giúp việc thôi. Em làm sao thế? Hai người làm cái gì vậy? Nãy anh không để ý, quần áo nó bị gấp, nhìn giúp anh một chút thôi mà. Vâng, anh Dương nói đúng rồi đấy chị ạ. Mà sao chị lại quay về thế chị? À, chị để quên tài liệu. Đây rồi, anh có đi cùng em luôn không? Nãy giờ anh đợi, để đi cùng em mà. Đi. Sau này giám đốc lại đích thân đi tìm anh thế. Dạo này anh khách sáo với em thế. Anh đùa chút thôi. Mà nay tìm anh có chuyện gì không? Thì từ ngày cái Nhiên nó đến nhà mình đấy, trông anh tươi tỉnh hẳn lên đấy. Nhiên nó nấu ăn hợp khẩu vị. Anh ăn cảm thấy ngon miệng em ạ. Kể ra thì cũng đúng. Cô em họ này của anh tính ra cũng đảm đang phết đấy. Đấy, em thấy chưa? Anh đã bảo với em rồi, Nhiên hơn hẳn bà Thúy. Giờ em đã tin chưa? Vâng, mà thôi muộn rồi, anh làm nốt việc đi rồi mình đi ăn cơm. Nay đối tác mời đấy. Đối tác hả? Có quan trọng không em? Cũng tương đối đấy. Mà anh hỏi chuyện này làm gì? À, tự nhiên anh thấy đau đầu quá, ngại đến chỗ đông người, ồn ào em ạ. Nãy em thấy anh vẫn còn khỏe lắm cơ mà. Anh không biết nữa, tự nhiên nó kéo đến. Hay là em đi một mình được không?
Đành vậy thôi. Anh xuống phòng y tế nghỉ đi. Lan em bảo thư ký mua đồ ăn cho. Không cần phiền phức như thế đâu. Anh nghỉ một lát rồi khỏi ngay ấy mà. Anh nói mà cứ như anh biết lúc nào mình khỏi ấy nhở? À, bệnh của anh hiểu mà. Nó đến rồi đi nhanh lắm. Em không cần phải lo cho anh đâu. Nếu được như vậy thì tốt. Thôi anh nghỉ ngơi đi. Em đi trước đây. Em đi cẩn thận nhé. Là anh tranh thủ về với em đây. Em không vui à? Vui cái gì mà vui. Sáng giờ người ta làm việc mệt bỏ bố ra. Thế để lát anh bù cho em nhé. Thôi xem ra. Thôi cái gì. Đi đi thôi. Thôi lại còn. Đi về ngoài anh. Nào. Đi. Không được. Không cái gì mà không. Anh Dương ơi. Dương về nhà lâu rồi cơ mà. Sao không thấy đâu nhỉ? Thôi chết. Có khi nào bị đau đầu quá rồi xảy ra chuyện gì không nhỉ? Làm cái gì mà phải vội vàng thế? Anh đã bảo với em rồi. Cứ thích ở đây. Vợ anh về thì chết đấy. Vợ anh làm việc đấy với anh ở đây được. Tại sao em thì không? Thôi thì tùy em vậy. Nhưng mà anh phải đến công ty đấy. Sao bây giờ làm? Anh Dương, anh có. Có thể trơ cháo như vậy. Ngang nhiên lừa dối tôi từ đầu đến cuối. Anh nói đi. Tôi nên làm gì bây giờ? Chuyện này nếu như em đã biết rồi thì anh cũng không muốn giấu em nữa. Người anh yêu là Nhiên, không phải là em. Bây giờ anh muốn. Anh là đàn ông mà sao anh hèn thế? Cái chữ ly hôn mà anh không thể nói ra à? Còn cô thì sao? Em xin lỗi ạ. Lỗi lầm gì ở đây? Tôi muốn hỏi là có phải cô cũng yêu anh ta không? Dạ, có ạ. Được. Bây giờ có làm to chuyện thì cũng chỉ xấu mặt hai bên thôi. Tôi đồng ý ly hôn. Cứ tưởng là chị ấy sẽ làm gì em cơ. Anh cũng không ngờ là mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Anh đã nói rồi. Anh sẽ cưới em. Em đồng ý nhé. Lại phải trả hồ sơ anh. Đây là công ty thứ 8 thứ 9 rồi. Chán quá đi mất. Hay là con mụ Hương phóng sát anh nhỉ? Hương không phải là con người như thế. Chắc là mấy công ty này muốn lấy lòng cô ấy thôi. Gần đây công ty Hương đã quá lớn mạnh rồi. Chán anh thật đấy. Cái lúc ly hôn á, sao anh không lấy cổ phần đi? Em kiểu gì cũng nói được. Chính lúc đấy em bảo anh là đừng có lấy cổ phần. Lấy tiền mà tiêu còn gì. Em quên. Mà cũng tại anh ấy. Đàn ông con trai cái gì không quyết đoán gì cả. Tự nhiên nghe lời em làm cái gì. Mà chiều nay em đi Hạ Long với bạn em đấy.
Anh lựa mà gửi tiền cho em đi. Chơi chơi suốt ngày chơi, tiền của anh sẽ bị em tiêu hết rồi đấy. Em có tiêu bao nhiêu đâu, sao anh phải nói em như thế? Anh mệt rồi, anh về trước đi. Anh gửi tiền cho em đi đã, em còn đi chơi. Anh hết tiền rồi. Anh lấy đâu tiền đi chơi bây giờ? Bực ý nhờ. Chào em, anh là Long, giám đốc công ty PJ. Anh có thể ngồi đây được không? Dạ vâng, anh cứ tự nhiên ạ. Nguyên, cô làm trò gì đấy? Anh bỏ tôi ra đấy. Cái thằng này, mày làm gì người yêu ông đấy? Cô ta là vợ của tao. Thật vậy sao? Trước đây thì là vậy, nhưng mà từ bây giờ trở đi thì không phải. Em sẽ ly hôn anh ta để về với anh. Anh không phản đối chứ? Anh sao thế? Tôi là giám đốc của một công ty, tôi chơi bời thì cũng rất đúng chỗ. Cô hiểu chứ? Anh ơi, em tại em suy nghĩ bằng một. Anh cho em xin lỗi nhá. Cút. Tiền của tôi bị cô phá sạch rồi, không còn gì cho cô nữa đâu. Không, bây giờ em không đòi hỏi gì nữa đâu anh ạ. Anh tha lỗi cho em. Đừng có đi theo tôi nữa. Hóa ra là anh à? Lâu rồi không gặp. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Em khỏe. Công ty đã mở rộng thêm 3 chi nhánh nữa, nên hơi bận một chút thôi. Còn anh? Anh và Nhiên bỏ nhau rồi. Anh... Đấy chỉ là chuyện trước sau thôi. Chỉ là tôi không nghĩ nó nhanh hơn tôi tưởng đấy. Anh xin lỗi.